Chào mừng quý vị và các bạn đã trở lại với kênh YouTube Thuật Thể Thao. Kết quả vòng 15 V-League 2022, BKMX Bình Dương giành chiến thắng 2-1 trước Viettel, Hà Nội nhận thất bại 0-3 trước Topland Bình Định, Đông Á Thanh Hóa giành chiến thắng 2-0 trước Sông Lam Nghệ An, Hoàng Gia Lai và Sài Gòn hòa nhau với tỷ số một đều, SHB Đà Nẵng thất bại 0-2 trước Hải Phòng, Thành phố Hồ Chí Minh nhận thất bại 0-1 trước Nam Định ngay trên sân nhà. Cập nhật bảng xếp hạng V-League 2022 sau vòng đấu thứ 15, Hà Nội FC dẫn đầu với 30 điểm, Bình Định đứng thứ 2 với 26 điểm, Hải Phòng xếp thứ 3 với 26 điểm, Viettel đứng thứ 4 với 22 điểm, Sông Lam Nghệ An đứng thứ 5 với 21 điểm, Hoàng Gia Lai đứng thứ 6 với 20 điểm, Đông Á Thanh Hóa đứng thứ 7 với 18 điểm, Bình Dương đứng thứ 8 với 18 điểm, Nam Định đứng thứ 9 với 16 điểm, Đà Nẵng đứng thứ 10 với 16 điểm, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đứng thứ 11 với 14 điểm, Thành phố Hồ Chí Minh đứng thứ 12 với 12 điểm, đứng cuối là Sài Gòn 11 điểm. Lịch thi đấu vòng 16 V-League 2022. Vòng 16 V-League 2022 sẽ diễn ra trong ngày 13 và 14 tháng 9. Trong ngày 13 tháng 9 sẽ diễn ra 3 trận đấu. Vào lúc 17 giờ, BKMX Bình Dương sẽ tiếp đón Hoàng Gia Lai trên sân nhà. Vào lúc 18 giờ, Sông Lam Nghệ An sẽ đọ sức với Đà Nẵng. Vào lúc 19 giờ 15, Sài Gòn FC sẽ tiếp đón Hà Nội FC trên sân nhà. Trong ngày 14 tháng 9 sẽ diễn ra 3 trận đấu tiếp theo. Hà Tĩnh đối đầu với Thành phố Hồ Chí Minh vào lúc 18 giờ trên sân nhà. Cũng vào lúc 18 giờ, báo lô cuộc so tài của Bình Định với Hải Phòng trên sân vận động Quy Nhơn. Vào lúc 19 giờ 15, Viettel tiếp đón Nam Định trên sân nhà. Cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video. Quý vị và các bạn có dự đoán gì về kết quả của vòng 16 cũng như đánh giá về cuộc đua vô địch và cuộc chiến trung hạng ở mùa giải năm nay? Hãy để lại ý kiến của mình phía dưới phần bình luận. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.